Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian dài học tập căng thẳng, dịp hè là lúc các em thiếu nhi có nhu cầu được vui chơi giải trí tại các sân chơi mang tính lành mạnh bổ ích. Tuy nhiên, có một thực trạng đối với nhiều địa phương của Lào Cai, đặc biệt là tại các địa phương vùng cao, đó chính là thiếu sân chơi cho trẻ em. Một câu chuyện không mới nhưng lại chưa bao giờ cũ. Vùng cao huyện Mường Khương, ngày hè đến, khi người lớn đi lên nương bẻ ngô, làm ruộng, thì những em nhỏ ở nơi đây cũng tất bật với công việc của riêng mình. Em chỉ giúp bố mẹ chăn trâu ấy, và làm những công việc ở nhà giúp bố mẹ nấu cơm, quét nhà, rửa bát. Em cũng muốn đi sinh hoạt hè với các bạn, nhưng mà ở đây không có tổ chức. Những em nhỏ hơn, thay cho việc tận hưởng mùa hè tại những điểm du lịch như nhiều bạn nhỏ ở vùng Thuận Lợi, thì lại quay về làm bạn với đất cát, với những trò chơi tự sáng tạo ra, thậm chí là những thú vui mà nguy hiểm luôn cận kề. Các bạn hãy đùa vui ở trên sân chơi nhà em. Giờ mấy bạn chơi trò trốn tìm. Em đi tán sông ở dưới Nam Măng. Từ đây xuống Nam Măng xa thế, mình đi kiểu gì? Lái xe máy đi ạ. Ai lái con? Bé này đã đi xe máy được rồi á? Anh. Và đi các bạn chở đi rồi. Thế nào, đi tắm sông thế về bố mẹ nói nào? Bà không nói thì bố mẹ cũng không biết. Thiếu sân chơi không chỉ là thiệt thòi của các em nhỏ mà còn là nỗi lo của các bậc phụ huynh. Vì cuộc sống còn khó khăn nên việc đưa các con đi chơi, đi nghỉ hè của nhiều gia đình là điều gần như không thể. Tuy nhiên lo thì vẫn cứ lo, còn họ không thể canh chừng con cả ngày vì còn phải mưu sinh. Lo đó không là để con nó đi chơi. Ngày nóng đi làm nương, làm ruộng, nó tự chơi với nhau thôi. Bố mẹ đi làm, con nó ở nhà, con nó tự khác đi chơi. Dì hè các cháu về nghỉ hè thì chúng tôi sẽ triển khai trực tiếp cho từng phụ huynh có con cháu nhỏ là mình tự trông các cháu để cho nó không đi ra ngoài, rồi không đi những chỗ mà có nước vào những chỗ như hiện. Quán chè các cháu là tập trung đi chơi những chỗ mà có sân thoáng để các cháu được đông vui để được chơi vậy. Những ngày này, lực lượng đoàn viên thanh niên tại nhiều địa phương đang tích cực chuẩn bị hoạt động sinh hoạt hè cho các em nhỏ vùng cao. Mong muốn rằng những hoạt động thiết thực ấy có thể được đưa tới tận từng thôn bản để bài toán sân chơi dịp nghỉ hè cho trẻ em vùng cao bớt đi phần nan giải, giúp các em được hưởng một mùa hè thực sự sôi động và bổ ích.